số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tu toàn quốc là không bao giờ được. Hay không đất đạo con đi mua cá, tại vì đạo pháp là dạy bộ hành, con nghe trong kinh nghe dạy bộ hành thì con cùng bộ hành, con đi cho đến chết kể cả không đất đạo con cùng đi đó. Đi bộ hành thì giờ đi ra rồi đi vào thì mình đâu có nói là phải đi chỗ này chỗ kia đó, nhưng mà thì mấy ngày nay bà con cũng biết rồi đó, nhìn trên mạng thì lướt qua lướt lại thì toàn là với vấn đề là sư Minh Tuệ và chị Hằng. Dạ, những lời qua tiếng lại là trên mạng thôi, chứ thực tế thì mình chưa có thấy cái gì gọi là ha. Chưa có ai nói đến tên của ai hay là nói xấu điều gì đó thì mình chưa có nghe. Và theo thông tin đó thì những cái clip mà đưa lên đó thì có rất nhiều cái quan điểm như là hai bên, như là một bên đó thì mấy bên A và mấy bên B đó. Thì theo như mình xem xét á, mình cũng có nhờ ông sư thầy kia làm cái clip ổng đưa lên đó, thì nói chung là cái kênh của mình nó rất là nhỏ, thì mình cũng muốn đăng clip để lên để là mình quay những cái clip thông tin mới đó để đến với lại bà con xem cho nó hấp dẫn và nó hay hơn. Nhưng mà mình thì không có đủ cái điều kiện để mình đưa những cái thông tin nổi bật trên thị trường. Thì mấy ngày nay từ hồi mà chị Hằng mà từ ở trong nhà bên kia đi về đó, trong trại giam đi về mà, thì mình cũng có muốn lên trên Đại Nam á, ở Bình Dương gì đó mà có mấy bạn mình rủ mình đi, nhưng mà mình không có điều kiện để mình đi lên đó bà con, để mình quay chị Hằng đó, công ty Đại Nam, khu du lịch Đại Nam của chị Hằng với anh Dũng á. Mình cũng có rất theo dõi nhiều clip của anh chị đưa lên công ty Đại Nam, rất là hoành tráng, rất là vui vì có rất nhiều khách đến để tham quan ngắm cảnh rồi ăn uống, là vì những trò chơi trong đó là rất là nhiều. Rồi hơn nữa thì cái lúc mà chị Na còn bị trong nhà giam đó, thì khi mà chị ra rồi đó thì mình cũng rất là quan tâm, muốn đi lên trên đó để mà mình quay trực tiếp những hình ảnh của chị phát biểu với lại cộng đồng mạng, là chị khai lễ gì khu vui chơi gì vân vân, là chị giao tiếp, chị trò chuyện với lại bà con. Mình cũng muốn lên trên đó để mình trực tiếp mình quay gửi đến quý bà con Sài Gòn cùng xem công ty Đại Nam, khu du lịch Đại Nam của anh Dũng và chị Phương Hằng. Nhưng mà mình không có đủ điều kiện bà con. Thì nói chung hôm nay là mình chạy xe nè, xe mình đang ngồi trên chiếc xe này đó, thì mình trong khi mình chờ khách thì mình xin làm clip để nói lên về sự thật của lòng mình về vị chân tu sư Minh Tuệ. Mình rất ngưỡng mộ vị sư Minh Tuệ, đầu đội trời chân đập đất, đi từ Bắc vào Nam và từ Nam ngược ra Bắc. Ban đầu thì chị đi có một mình một và riết rồi có nhiều clip đăng lên thì người ta sẽ không còn kiểu như là độc thân nữa, mà chỉ còn một người đi nữa, vì
Dạ không mua chị, em mua rồi chị. Lần lần thì một người như là ông Siêu Minh Tệ đi, chỉ có một mình một thôi, chứ là lần lần lên hai người ba người, lần lần lên đó rất là nổi bật. Và riết rồi người hâm mộ sẽ lần lượt nói bước theo chị Siêu Minh Tệ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam đó. Mình có theo dõi rất nhiều clip vị sư Minh Tệ thì mình rất là ngưỡng mộ luôn nha. Đó rồi quay lại với lại chị Phương Hằng thì mình cũng rất ngưỡng mộ chị Phương Hằng. Mình rất ngưỡng mộ chị Phương Hằng à, bản lĩnh. Thì từ cái lúc mà chị đi về nhà đó thì mình có theo dõi rất nhiều luôn, rất nhiều clip theo dõi chị Phương Hằng quý vị và bà con xa gần thân mến ha. Thì hôm nay mình cũng nói lên tấm chân tình thật lòng mình, giống như là một khán giả đi ha, khán giả để xem trên nhiều clip của các anh chị đăng lên là nói về chị Phương Hằng, Quốc Thư Minh Tệ và Sư Minh Tệ nói gì và chị Phương Hằng nói gì, thì mình chỉ nghe được một vài ba câu nói của chị Phương Hằng trên cộng đồng mạng lướt qua thôi, chứ thực tế là mình cũng chưa có nghe một cái câu gì mà chị Phương Hằng phải là chê trách hay là gì đó, mình không biết nha. Mình chưa có nghe, mà không biết bà con có xem được một cái clip nào mà chị Phương Hằng đứng ra để mà tính quốc mộc ai đó không, mình cũng là chưa có biết nữa. Nếu mà quý vị và bà con xa gần thân mến ha, mà quý vị và bà con xa gần mà có xem được qua clip, nhớ bình luận phía dưới cái kênh của mình ha, cho mình xem một cái clip đó để mình sẽ tìm hiểu về chị Hằng nói gì, rồi cái câu chuyện như thế nào mà Sư Minh Tuệ bị chị Phương Hằng quất là gì. Mình cũng chưa hiểu câu quất hay là câu trượt hay là câu gì đó, mình cũng chưa có biết phượt phước phượt gì đó hay là quất gì đó, nhiều cái từ lắm. Cho nên là thí dụ như là một ai đó nói lên cái từ quất là quất rất nhiều, quất roi rồi quất đủ thứ, quất à, cái từ quất à, mình quất đi là mình như là mình ăn uống quất đi à, à. Đó rồi bắt đầu cũng như là mình muốn làm gì với một người đó, hay là mình muốn có một cái khía cạnh nào với người đó, là mình muốn quất người đó. Quất là quất sao, một cái câu quất ha, có nhiều từ quất trong đó lắm. Nhưng mà như là một ai đó nói là chị Phương Hằng quất, cái câu quất là rất hay lắm. Những cái tiêu đề để lên những cái kênh YouTube quất nhiều cái từ lắm quý vị bà con sẽ gần hơn hết. Và hôm nay thì mình cũng chân thành mình nói với lại quý vị là mình là một cái khán giả, từ từ mình sẽ tìm hiểu. Quý vị đừng có nôn nóng ha, giống như mình thôi, mình cũng đâu có nôn nóng làm chi, trên xã hội mà về có nhiều người nói qua nói lại thì cái chuyện đó là đấu đá trên mạng, trên thông tin thôi, chứ thực thật là mình cũng chưa có nắm được là hai cái người đó là làm như thế nào để cho cộng đồng mạng phải là ngắm vào hai người đó. Thì quý vị cũng biết rồi, mình xem clip thì các anh chị YouTube nè hả, có khi đề cập những cái hình ảnh thực tế để cho mọi người cùng xem, còn quay những cái cảnh chân thật để cho mọi người cùng xem, rất là hay, rất là hữu ích cho xã hội hiện tại bây giờ đó.
bởi vì mọi người người ta không có đi ra đường được, người ta không có nắm bắt thông tin được, thì nhờ các anh chị đi đây đi đó gom một chút ít tin tức để gửi đến với đồng bào xa gần, bà con thân yêu xem. Rất là tuyệt vời, những cái hình ảnh chân thật hả. Tôi cũng là YouTube nữa, nhưng mà cái kênh tôi nhỏ xíu à. Mà mình hôm nay thì mình cũng sẽ làm một cái khán giả để trong khi chờ đợi chờ khách đó, thì mình ở từ ở với Hậu Giang, mình chạy lên thành phố Cần Thơ nè. Đây là huyện Phong Điền, đây là 91 nói dài đó. Ở đây là mình đi vô trong huyện Phong Điền nè quý vị, phía sau lưng của mình đó đó. Thì còn phía trước này á, là đây trước mặt này là chúng ta đi ra trung tâm thành phố Cần Thơ. Và hồi xưa tới bây giờ đó thì cái cánh đồng này rất là quang vô. Hôm nay người ta sẽ khai quang để người ta sẽ nâng cấp lộ làng ha, nhà cửa giờ sung túc lắm vị. Đường Nguyễn Văn Cường nó dài đây, nó cái đường này là dài lắm, gọi là đường Nguyễn Văn Cường nó dài đó. Thì trong khi mình chờ khách thì mình cũng không biết gì, thôi mình sực nhớ tới chị Phương Hằng đó, và vị sư thầy Sư Minh Tệ. Vì nói chung cả hai người đó ai mình cũng ngưỡng mộ hết trơn, mà tôi cứ thẳng thắn tôi nói thôi, chứ là tôi người ta ai có xấu, ai có tục tịch gì thì trong cái lương tâm người ta biết thôi, mình cũng người ngoài mình cũng không biết được. Mình chỉ biết cái người đó tu đầu đội trời chân đập đất. Đi mà coi như là không nhận tiền, không nhận gì hết, nhận trong đủ ăn thôi chứ còn không có nhận dư đó. Rồi đi là cũng không có kêu gọi ai đi theo hết đó vị. Rất là mình cũng rất là ngưỡng mộ vì ông vị sư thầy Sư Minh Tệ này là từ đi bộ mà từ Bắc vào Nam, mà từ Nam ra Bắc đó thì chỉ có 1 không 2 thôi, chứ đâu có ai đâu đi nổi. Mình đây mà mình đi chừng một đoạn thôi, đi ra đường nhựa chút xíu thôi là mình thấy là nó phúng phỏng cái chân mình rồi. Còn vị sư thầy thấy không, đi đầu trần nè đó, bưng cái lõi cơm điện nè đó, xin đi khất thực thì bà con người ta cho vừa đủ thôi nghe, không có dư, không nhận nữa, không nhận, vừa đủ ăn thôi, cơm ngày đó một buổi đó thôi chứ còn không có nhận đó. Mình rất là ngưỡng mộ. Từ từ là có rất nhiều bà con đông đảo kéo theo vị sư thầy đó, những cái cờ lết tiểu vị và bà con xa gần cũng nhìn xem. Rồi hồi xưa hồi đó cái thời lúc đó là vị sư thầy chưa có ẩn tu là đi tới Nha Trang hay là gì đó, cái clip đó mình cũng quên, không phải Nha Trang nha, cái gì mà cũng hơi quên rồi, cái thành phố gì Quế thì tới cái thành phố đó tự nhiên là mất tiêu vị sư thầy Sư Minh Tệ không đó. Rồi lúc đó là vị sư thầy mới có là những cái clip mà mập mờ đi ra là các anh YouTube này nè ảnh quay đó. Nhưng một cái thực tế này thì cũng có một cái ảo giác trong đó là anh quay những cái phim cũ hay là gì đó, rồi mà cũng có nhiều người ta lên, người ta cũng mê trách lắm đó. Rồi có nhiều lúc cũng có thật ha, cái lúc mà ổng tu á đó, cái lúc đó là bắt đầu mấy anh YouTube này đăng lên làm nhiều cái trò chơi vui lắm đó. Mình cũng là YouTube nè, mình cũng có khi đăng ảo lên vậy đó, mà mình không có đăng ảo những cái hình ảnh gì đó, mình không có đăng ảo đó. Mình ví dụ như mình
cắt ghép những cái giống như là người ta cắt mai cây cảnh này kia, người ta cắt ghép vậy đó. Mà mình thì chỉ số ít thôi, ví dụ như ai cũng phải có, vì nhưng mà mình chỉ ví dụ như là mình thực tế nó hay hơn vậy đó. Thì cũng nhiều trò ảo thuật mà à. Thì cũng rất hay vì những cái clip mà đưa lên là chị Hằng, rồi những cái clip mà đưa lên là chị Sư Minh Tệ, rồi những cái clip báo chí ta đăng lên, ta đưa lên và người ta đọc thông tin lên đó, rồi các anh YouTube sẽ quay đó. Thực tế thì mình cũng có xem rất nhiều, mình rất là thú vị vì những cái hình ảnh của thông tin mạng đưa lên. Thì hôm nay mình cũng xin nói lời chân thật thì rất ngưỡng mộ hai chị ấy đó. Nhưng mà chị Phương Hằng nói gì đó thì mình không biết thôi, mình cũng nói đi nói lại thôi chứ bây giờ mình nói nhiều quá thì nó cũng mất thời gian nữa. Và mình xin chân thành với lại quý bà con thì trong cái clip ngày hôm nay Nhân đặt cái máy như vậy nè, Nhân ngồi trên cái xe này, Nhân sẽ nói vài lời thì clip này Nhân sẽ đăng tải lên, nếu có điều chi sơ xúc á thì mong quý vị và bà con xa gần ha bỏ qua. Thì không biết quý bà con có ủng hộ bên vị sư Minh Tệ, rồi bà con ủng hộ bên chị Hằng, có nhiều người lắm chứ không phải là có một, cũng có một người ví dụ như là một cái nhóm rất là đông đảo bà con ủng hộ cả hai bên, rồi cũng có rất đông đảo bà con ủng hộ một người, có rất nhiều lắm cái tình huống, cái tình tiết nó xảy ra là nó vô chừng lắm, có khi nó quay đầu trở lại và có khi nó xuôi hướng đi theo không chừng nữa đó. Bây giờ như mình ngưỡng mộ một người nào đó mà người nào đó mà có thể là bị xã hội chê chắc, hoặc là thực tế mình đã phát hiện người đó làm những cái chuyện xấu, thì từ từ mình sẽ xin rút quân khỏi nhóm như vậy đó. Vì mình cảm nhận là mình không có thể mình tiếp tục để mình nhập vào trong một cái nhóm đó quý vị, vì cái người này mình đã phát hiện nghe, phải phát hiện là 100% trong đó luôn nghe quý vị, phải phát hiện người đó nói gì và làm gì đó. Mình cảm nhận cái những cái đó mình không thích thì mình có sẽ xin từ từ ha, tạm biệt anh nha, anh chị hay gì đó, mà mình cũng không có nói nữa, nhưng mà mình từ từ cái cảm nhận của mình á, từ mình sẽ không còn thân thiết như ngày nào á, mình ví dụ thôi đó. Cái cảm nhận của mỗi một con người, ý tưởng của mỗi con người nó khác nhau. 10 người thì trong đó là 11 ý đó. Chứ không phải là 10 ý đâu quý vị. Thì quý vị tự xét ở đây, quý vị tự xét đi, quý vị có một phần ly trong đó, một cái ý nghĩ riêng đó. Đó. Đấy là một cái câu nói là mình đã biết và mình đã từng tuổi này rồi. Mình đã từng giao du khắp thiên hạ rồi quý vị. Mình là thiện nhân bốn phương mà. Đó. Thì mình là giao du khắp bốn phương trời rồi, mình là giao du quá, giờ này mình mới làm bài xế xe luôn. mình kiếp sống mưu sinh mà, thì đánh đổi thì Nhân quay clip để gửi đến mọi người xem ủng hộ thì Nhân cũng có công việc nhà, Nhân làm phụ nhà, rồi Nhân làm cửa sắt,
bây giờ nhân chạy xe chứ về nhà ai kêu hàng gì thì nhân hàng đi hàng cái đó. Rồi trong cái lúc mà nhân không đi hàng thì nhân sẽ đi quay phim. Đó, quay phim vậy. Up clip lên để cho quý vị và bà con sẽ cùng xem. Như kênh của Thiện Nhân Bốn Phương rất nhỏ thì cũng mới xây dựng nhưng cũng ít khán giả quan tâm. Hôm nay thì cũng xin chân thật cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng Thiện Nhân Bốn Phương. Và Thiện Nhân Bốn Phương cũng xin kính chúc cho tất cả quý bà con sẽ gần được nhiều sức khỏe. Đó, thì cũng bà con ơi cũng ủng hộ kênh của Thiện Nhân Bốn Phương. Thì nhớ thả tim và một lượt đăng ký kênh để cho nhân có động lực làm những thức phim mới và hay hơn và đẹp hơn, hấp dẫn hơn để đến để mọi người bà con sẽ cùng xem. Thì hôm nay nhân quay clip ngồi trên xe để nhân nói, nhân tâm sự, và chứ không có nhân có không có đề cập đến một cái người nào đó nói ai và ai ha, nói gì với ai hay nói xấu hay là nói gì đó. Mình đây là cái tấm chân tình của mình sự thật, không có ngã về một hướng nào hết, mình chỉ là một khán giả đứng giữa thôi. Chứ bên nào như là bây giờ mình đã có coi clip là chị Hằng, mình nói lại đi, mình nói lại rồi mình sẽ tạm dừng video nha. Mình coi bên clip nó là chị Hằng Quốc và Sư Minh Tệ. Rồi chị Hằng có nhiều cái tiêu đề của YouTube đặt đưa lên là chị Hằng, bà Hằng, cô Hằng, chị Hằng, nói gì với Sư Minh Tệ đủ thứ. Rồi Sư Minh Tệ cũng có clip Sư Minh Tệ sẽ nói vì phản kháng như thế nào với lại bà Hằng và với lại chị Hằng và với lại cô Hằng thì đó gì. Có rất nhiều clip, rất nhiều tiêu đề vì xem rồi đó, rất nhiều luôn, rất nhiều đưa lên đưa clip rất nhiều vậy, chứ không phải là riêng là mình nói vì dạ thôi. Mình cũng xin kính chúc cho Sư Minh Tệ được dồi dào sức khỏe, và mình cũng xin kính chúc cho chị Hằng và anh Dũng vui vẻ bên công việc, luôn luôn công ty Đại Nam rất là nhiều khách hàng yêu thương. Vì khu du lịch luôn luôn cũng đổi mới, có nhiều trò chơi mới, nhiều cảnh mới để cho bà con vào công ty Đại Nam của anh chị để thưởng thức. Và thôi, mình cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại video mới tiếp theo. Và thân ái chào tất cả quý bà con ha. Hẹn gặp lại. Rồi, bây giờ là mình tiếp tục chuẩn bị rồi kìa. Đi khách gần về rồi quý vị.